Chương trình Khẩu vị ngôi sao đã qua thêm một mùa phát sóng cùng sự đồng hành của những gương mặt nghệ sĩ thân thuộc, hài hước và dí dỏm. Hoàng Mập, Đàm Phương Linh, Ba Sô, Ái Phương, Oanh Kiều, Đồng Ánh Quỳnh, Bạch Công Khanh, Thái Thuyết Trâm, Hamlet Trương, Cara. Khám phá những khẩu vị đặc biệt đầy bất ngờ của các ngôi sao. Em thích đắng, cay, mặn, nồng, chua, chát. Vậy là cái gì em cũng thích. Sao không thấy ngọt? Cái vị này là em rất là thích luôn. Ủa mà cái vụ nồng là sao ta? Chẳng hạn như mắm tôm á. Đúng rồi, cái mùi có mùi tôm, mắm ruốc này hả? Dạ đúng rồi. Em thích nhiều cái hương vị mạnh á. Chao, mắm tôm, mắm ruốc. Có. Ồ, nó phải nồng nồng vậy đó. Nhưng mà phải chế biến qua. Hồi nhỏ thì có bị mắc xương và từ đó thì em bị tâm lý là không thích các loại xương mà nhỏ là mình không có cảm tình. Xương cá. Dạ. Về uống thì em thích uống chua. Như vậy ăn thì em có thích ăn chua không? Dạ có, vừa chua vừa cay. Ăn đắng không? Ăn bùi bùi cơm dừa là nó béo béo, dừa, béo béo bùi bùi béo béo ngậy ngậy. Dạ không, không thích bùi nha, nhớ nha, nhớ nha. Dạ. Thơm thẩm hộp vịt thúi nè, đậu hũ thúi nè. Không thích nữa. Không. Mắm tôm, mắm ruốc. Mắm tôm thì được. Mắm nêm được luôn đó. Nhớ nha, nhớ kỹ nha. Đắng, cay, chua, ngọt, bùi, thơm thẩm, thoang thoảng. Bạn thích hương vị nào? Thật ra là nói về cái không thích thì nó dễ hơn, tại vì tôi không biết ăn đắng. Ủa sao vậy? Khẩu qua ngon mà, là đắng ngon mà. Không ăn được. Cuộc đời mình cay đắng quá, mình không. Đúng rồi, mình đắng đủ rồi. Bây giờ mình chỉ thích những cái nó ngon là ngọt, ngọt, tươi tươi, thơm thơm đờ. Không thích. Tại vì mập rồi, cho nên không thích ngọt. Thật ra đắng thì không hảo lắm. Vậy còn cái kiểu bùi bùi, có dẻo dẻo thơm thơm có luôn. Có. Ví dụ như là bùi dẻo thơm hay là béo thì những cái đó thì cũng thích. Vậy có mấy món mà dậy dậy mùi nặng mùi một tí đi. Mắm nêm, mắm tôm, mắm ruốc. Thật ra Vĩ là người miền Tây, thành ra cái mấy cái loại mắm thì Vĩ cũng là hảo. Thường thì em thích ăn đồ ngọt. Hay người ta là em ăn rất nhiều đồ ngọt mà không sao hết. Đúng rồi. Thì thật ra là em cũng có mập mập đấy, nhưng mà kiểu dạng như là ví dụ như lúc nào mình cảm thấy mình mập quá mình sẽ dành thời gian mình đi tập các thứ kia nọ, chứ còn đối với em thì lúc nào mình cũng sẽ phải ăn uống ngon thì mình mới cảm thấy hạnh phúc được. Mà em hay ha, ăn nhiều không sao, có nhiều người thích không khí không cũng mập. Ví dụ như anh hả? Không, anh đâu có mập đâu, anh chỉ bụng bự. Nhột. Không, anh không hề mập. Nói chung là cái vị nào em cũng thích hết. Nhưng mà ngọt thì nó không phải là tiên quyết là phải ngọt. Đừng ngọt quá. Đừng ngọt quá. Mặn thì sao? Mặn thì cũng đừng mặn quá. Cay thì cũng đừng cay quá. Đắng. Đắng thì cũng đừng đắng quá. Đắng vừa vừa thôi. Thôi bây giờ mình kiếm hai trái dừa đi. Hai trái dừa mình để lên đây. Đây món dừa dừa của em đây. Không quá mặn. Không quá mặn nè. Dạ. Hơi hơi ngọt tí. Hơi ngọt tí nè. Dạ. Cũng không quá lạc chứ. Dạ đúng rồi. Còn cay cay được không? Cay được. Ăn cay được. Dạ. Hương vị thì có rất nhiều hương vị khác nhau. Chua, cay, mặn, nồng, ngọt, bùi, thoang thoảng, thơm thơm, thơm thẩm. Thì bạn thích hương vị như thế nào? Trương thích một cái món ăn mà cái hương vị của nó cân bằng, không quá nghiêng về một cái gì hết. Thì khi mình ăn mình sẽ cảm giác được một cái sự nho nhã, nó thanh tao. Trời, nghe giống như trà đạo vậy đó. Nói chung là cái gì cũng được mà hạn chế cay. Tại sao anh ăn cay nhiều có bị gì? Ngọt cay mà phải sướng. Cay mà anh quíu tay quíu chân gì đó. Mỗi lần đi tỉnh cái mấy đứa nó phái cho anh ăn cay. Dạ. Cái để ớt vô cái anh ăn. Là chỉ có mỗi cái vị cay là anh bị phản ứng hóa học. Đúng rồi. Còn tất cả những vị còn lại anh đều ăn được hết. Đúng rồi, hạn chế tiêu nha, cái gì cay ha. Nhớ nha, cái hăng hăng mà cay cay như là tiêu ớt này nọ là mình cay quá. Cô ấy vừa thích ăn mặn vừa thích ăn cay, bên cạnh đó lại uống rất ít nước trong mỗi ngày. Ây chà, vậy sao mà lại giữ được cái vóc dáng hoặc làn da được hay vậy ta? À, thích ăn đậm đà, em không ăn đồ lạc được. Rất là thích chua, cả về trái cây em cũng thích những loại trái cây mà có vị chua là chủ yếu và ngọt thì là có vị đệm theo thôi. Cùng những màn tương tác với fan đầy ấn tượng. Chị muốn mua một cái gì đó thì thầy biết cái gì? Địa chỉ. Không. Cái đó bao nhiêu á? Mình hỏi cái gì đó. Cái đó là cái bao nhiêu để chị mua được, còn một cái đó là gọi là gì? Tiền. Trước khi cái này nhiêu là gọi là gì? Hỏi. Cái gì mà mình nấu với canh chua á? Nấu canh chua bạc hà. Không, nghiền nó ra để lấy những cái giọt nhỏ xuống giọt, của cái trái đó. Cái trái mà chị mới vừa nói mà khi nó còn xanh á mình. Cốc đúng không? Đúng rồi, cái gì của cái cốc. Mình nè. Tinh chất. Mình đẩy. Tinh chất. Mình ép chứ hả? Đúng rồi, nước ép. Nước ép gì? Nước ép cốc. Đúng rồi.
đi lấy những món mà bạn tự tin nhất nào. Cố gắng, Linh, Linh lần này món gì ta? Khá em mới mất rồi. Trong cơm tấm có dưa leo rồi gì nữa? À, mã hành. Không, cái gì màu đỏ? Hai từ, màu đỏ. Cà gót. Không, đây. Tròn. Cà chua. Đúng rồi. À, giống như phở. Bún. À, phía sau, từ phía sau không phải là héo. Bún tươi. Giỏi. Hay, nói ra chị đi. Người ta phải biết. Tiếp. Đây là sản phẩm đặc trưng của Tây Ninh. Muối. Nó có một cái hình tròn. Cái bánh tráng. Hết 60 giây, 30 giây đi chợ anh ơi, đi chợ. Ủa, đi chợ sao? Có hiểu cái đâu mà đi chợ. Cái nguyên liệu mà khi mình vào ăn không phải là phở là gì ạ? À? Màu gì? Màu trắng. Ủa? Đúng cái từ đầu tiên rồi, cái từ sau ạ. À, nó không phải là khéo, là cái gì ạ? À? Bún tươi. Chính xác ạ. Chính xác. Tiếp. Người ta hay nói là ông ăn cái gì? Chả. Chính xác rồi đó. Sông Hương núi Ngự là ở đâu ạ? À? Huế, chả Huế. Chính xác. À. Trời, giỏi quá. Hồi nãy món mà em chọn mà anh thích á, chỉ có một món thôi. Món gì? Trứng gà. Đúng rồi. Cái gì mà ăn với thịt bò lúc nào cũng phải kèm? Hành tây. Đúng cái chữ hành rồi. Ừ. Ờ, đơn vị của hành là gì? Cái gì? Củ hành. Đúng rồi. Có màu gì? Màu tím. Đúng rồi. Ba chữ. Củ hành tím. Đúng rồi. Chính xác. Giỏi. Cái này mà ăn với lại cà chua, cặp bại trùng với lại cà chua thì là dưa gì? Leo. Đúng rồi. Giỏi lắm. Cây gì hay ăn cái gì? Đậu hũ hả? No. Bây giờ mấy chữ nè. Rồi. Rau. Đúng rồi. Rau. Rồi. Hành động này là gì? Ăn. Đây là một cái tên gọi một cái món rau mà tổng hợp. Rau ăn gì là còn thiếu một chữ nữa hả? Đúng rồi. À. Một cái loại món ăn mà tổng hợp nhiều món á chị. Lẩu gọi là cái gì? Hả? Rau. Một từ nữa. À. Cái tên cái gì em thôi, vậy ta? Bỏ qua. À. Cái gì ăn hàng ngày? Cơm. À, màu gì? Cơm trắng. Ừ. Chính xác. Tốt cho bao tử. Tốt cho chữ màu vàng là cái gì ta? Nó là một cái loại củ, nó giống như củ gừng vậy đó, giống như củ gừng nghệ. Khi mà cán ra thành gì? Đúng rồi, cán ra thành gì? Cột nghệ. Chính xác. Đó, cái gì sau cơn mưa mọc lên? Nấm. Nhưng mà thêm hai từ nữa, không phải hướng nam, không phải hướng tây. Nấm đông cô. Giỏi. Okay. Gần bùng thì đẹp bằng cái gì? Sen. Nấu ăn ngủ ngon nhất á. Hạt sen. Chính xác. Giỏi. Cái trái nó cay cay mà nó bự ở trên Đà Lạt á anh. Ớt chuông. Đúng rồi. Trung thu ở trong nó có cái gì anh? Trứng muối hả? Đúng rồi. Chưa đúng. Dạ có ba chữ. Hộp vịt muối. Đúng rồi. Cái rau nó màu xanh, dùng để mình trộn á. Lá màu xanh. Xà lách son hả? Dạ, bỏ chữ cuối. Xà lách. Đúng rồi. Một cái loại thực phẩm mà thường cái con đó là bốn chân. Mập, thường đi ra chợ mình hay mua con heo hả? Dạ đúng rồi, mà nó dài nhuyễn ra là gọi là cái gì? Thịt bằm hả? Thiếu cái tên con đó. Thịt heo bằm. Đúng rồi. Cái loại đông cô hương rơm là tên của cái loại nấm. Đúng rồi. Loại nấm đó nó có tên mèo méo mèo. Nấm mèo. Dính đạn phạm. Cái loại trái này nó màu đỏ, thường là dùng để đắp mặt nạ. Trái cà chua. Cái con này nè chị. Ừ. Đẻ ra cái gì? Hả? Đẻ cái con mà nó gáy buổi sáng nó đẻ ra cái gì á? Con quả trứng. Hai chữ. Trứng gà. Đúng rồi. Cái con mà chích vô là xưng nguyên một cục bự như vậy nè. Không. Nó nhiễu ra cái gì? Mịt ong. Đúng rồi, chính xác. Trái nó tròn vậy chị, màu xanh mà chua là chua. Bốn. Còn màu xanh là xanh. Hai. Đúng rồi, hai trái. Hai một, hai chữ. Hết thời gian. Xanh. Nó ra cái gì chị? Con bò sản xuất ra sữa. Sữa cái gì mới cái gì? Sữa bò. Không phải sữa bò. Cái hồi nãy chị đoán luôn, sữa gì? Sữa tươi. Đây, tiếp. Ba chữ nha. Ờ. Màu vàng. Ba chữ. Dùng để làm bánh. Ngoài bột ra thì có gì nữa? Bơ. Đúng rồi, vậy thì hai chữ còn lại là gì? Không phải động vật, khác với động vật. Bơ thực vật. Đúng rồi. Phạm Quy. Hết giờ. Nào, 30 giây tiếp theo, đi lấy đi cưng. Đi chợ nè. Bây giờ lại quên mất rồi anh này. Con họ ăn cái gì? À, cà rốt. Ai cũng đố được con này hết á. Con ủn ỉn á. Ủn ỉn. Con lợn, con heo. Để nấu ăn. Thịt heo. Ừ. Con gì họ hàng với nhà con tép mà luộc lên nó đỏ. Tôm. Hay quá. Cào ra để nộp tiền á. Cái chữ đầu tiên á. Thẻ. Rồi, ghép hai chữ đó lại. Thẻ cào. Không. À, cái con gì? Rồi, con tôm thẻ. Cái gì mà em bé nó hay ăn á, ba mẹ hay dẫn ăn á. À, sữa. Có thêm chữ đầu nữa mà nó lạnh á. Ăn mà là kem sữa. Ok. Hay quá, thông minh quá. Cái gì mà trẻ em nó bú? À, sữa tươi. Trời ghê ghê ghê. À, cái gì mà bỏ vô chảo thay vì dầu mà nó tan chảy ra? Bơ. Ủa, cái gì bơ? Bơ. Cây cỏ. Nói chung là gì? Tất cả cây cỏ, thường cây cỏ là gì? Rác. Chết rồi, cái này mình cầm nó đổ sao ta? Đổ anh chịu hết nhiệm với cuộc tình này luôn anh. Nhiều quá đổ. Dạ, cứ đi từ anh vẫn còn 10 giây. Xin lỗi, khoan hơn cầm giùm. Ok. Cái con gì nãy mới em mới bóc một con. Con tôm. Dạ. Hai. Tôm thẻ. Ừ. Ba chữ.
nó có mùi hôi hôi. Hôi hôi hả? Con gì có mùi hôi hôi hả con trộn? Trời ơi, hôi mà nó trộn, con gì cũng trộn. Nó giống như dưa leo. Dưa chuột. Mà nó giống như dưa leo, nó dài dài vậy thôi nhưng mà nó là... Màu gì, màu gì? Không nói được. Củ cải. Màu gì? Củ cải trắng. Chính xác. Hay quá, tiếp tiếp. Cái con hồi nãy anh nói á, nhưng mà nó không có ướt. Cái con hồi nãy anh nói nó cong cong gì nè. Con tôm. Tôm khô. Chính xác. hai từ. Hai từ. Trong các cái hải sản là mực nè, ghẹ nè, có cái gì nữa, có gì nữa, con gì nữa, con gì tôm. Gì? Đúng rồi. Cái gì tôm? Tôm càng. Không, cái từ tôm phía sau thôi, còn từ trước là gì, từ trước là gì? Cái gì của con cơm bé mình ăn cái gì của con mình tôm? Mình tôm. Không phải. Ủa cái gì vậy ta? Trẻ em như búp gì? Măng. Đúng rồi, với cái từ hồi nãy, Từ nào, từ nào? Trái hồi nãy á. Măng chua. Đúng rồi. Rồi ngược lại với cái mùi hôi là mùi gì? Mùi thơm. Đúng rồi. Có hai từ. Trái thơm. Đúng rồi. Hay quá. Rồi, bây giờ là một cái loại ăn kèm với lẩu. Có hai từ. Làm bằng tinh bột. Màu. Bộ ăn bún. Với lẩu. Đúng rồi. Không phải mì, đúng không phải mì. 1. 4. 60 giây. Nào. Đi lấy đồ. Ủa em lấy cái gì? Đó, bây giờ em phải nhớ. O tròn như trứng gà. Trời hay ta, thông minh quá. Của một con loài chim nhỏ hơn quả trứng gà. Quả trứng gà, phạm quy chỉ đứng. Một loại hạt nấu với nếp, da xôi, đậu xanh. Dạ, chính xác. Wow. Cái trái gì nhỏ mà màu đỏ, cà chua. Trời giỏi quá ta. Giống cái chữ đầu tiên. Cà. Dạ đúng rồi, sạch đó chị. Tương cà. Trời hay quá. Cái gì mà ngọt chết rồi. Mật ong. Dạ đúng rồi. Cái gì mà mình để làm bánh đó chị. Làm bánh hả? Bột. Buổi sáng sớm mình cần cái gì để mình làm công việc hiệu quả? Bột năng hả? Dạ đúng rồi. Đây là có ba từ. Mình hay ăn á, người ta hay nói là ăn cái gì để xả xui á. Ăn gì xả xui? Ăn cái gì hay xả xui hay ăn với đậu răm mình chấm với muối tiêu. Hộp vịt lộn. Chưa đúng. Hai từ, còn một từ nữa là người ta dùng không phải nướng là cái gì? Bỏ trong nước á để làm cái gì? Cái gọi là hộp gì? Hộp vịt lộn. Đúng rồi. Năm. Đây có hai từ, đây là một loại mà mình kèm theo mình ăn với. Hết 60 giây, 30 giây đi chợ nào. Quanh Kiều sẽ nhớ lại toàn bộ những món ăn mà mình đã dự đoán và hợp lệ. Bạn có nhớ hay không? Nào, với sự hỗ trợ tinh thần của Hải Rapper thì hãy cố gắng nhớ lại toàn bộ những món ăn đó. Ở trên đây có rất nhiều đồ ăn, rất nhiều sự lựa chọn. Bạn có thể nói rất nhiều, nhưng quan trọng là cái nào hợp lệ và cái nào là những phần mà bạn Duy Khoa vừa mới hướng dẫn cho bạn. Nào, có chắc chưa? Chỉ có 30 giây và một lượt đi mà thôi. Bạn chỉ còn rất nhiều thời gian. Cứ thông thả mà đi. Nào, tiếp tục nào. Cố gắng lên nào Quanh Kiều ơi. Đây là một cái loại động vật ở dưới biển. Nó rất là nhiều xích tua. Bạch tuộc. Giỏi. Con họ thích ăn gì? Cà rốt. Giỏi. Cái này là cái trái gì mà làm gỏi. Gỏi khô bò. Xoài. Không phải. Bỏ qua. Đây là một loại rau có cái mùi ăn vô rất là hay, người ta hay ăn với hải sản. Thôi bỏ qua luôn. Cái trái màu đỏ trong tủ lạnh hay có. Cà chua. Dạ. Cái này là một loại mà có ba chữ. Cho con nít ngoài kẹo là cái gì? Bánh. Yeah, còn hai chữ sau là cái con này là dưới nước mà nó hay bún. Bự, cái con mà bự ơi là bự, rất là mắc, 1 triệu 1 ký. Ai con cua. Con cua sao biết bún? Ai quên con tôm. Rồi. Hết giờ. Đi chợ em đâu. Những thử thách vui nhộn không kém phần mạnh tay từ MC Hoàng Rapper. Anh sẽ bán màn ra cho khán giả xem. Anh đừng hù em vậy. Tay em đâu? Để vô cái lỗ ở giữa đi. Anh là căng thẳng quá. Thì em nghĩ là trong này không đến nỗi căng thẳng như anh đâu. Anh cũng còn ghê hơn em luôn á, anh sợ hơn em luôn á. Để này nha. Năm anh con. Hù em chưa vậy em chưa? Chúng bây giờ đang chạy nha. Ủa chục. 15. 999 đó Hồng. Tình gái đâu? Không. Bà chính cũng được, bà chính đúng được. Rồi. Tiếp. Nhánh lan rừng, tình làng. Tiếp. 2 à. Tiếp. Còn 10 giây. Tự nhiên không nhớ được luôn á. Ráng em. Hết giờ. Tiếp luôn. Qua đây gần. Bà gì nữa? Quên, cảm ơn chị. Hết giờ. Ôi, kỹ thuật đúng rồi. Một bông rồi. Hừ. Còn cái nữa. Rồi, đánh lên xuống. Không đi vòng tay nha. Cái gì tay nè. Bỏ qua đúng rồi. Cố lên anh ơi, cố lên.
lẹ lên, lẹ lên. Ráng lên vô, ráng lên vô. Áp xì. Ra ra cho mày. Con ra cho mày. Qua đây là sao, qua đây là sao. Nước, nước, nước bên đây rồi, nước bên đây rồi. ngập mặt cái thau này thôi. À, chạy theo cô bé yêu. Ghê ta, em đã được luôn hả? Mong người ta luôn tốt, luôn yêu em. Người ấy vào tôi, em chọn ai? Thì trong hai bài đó em phải phân định ra một bài thôi chứ. Mong người ta luôn tốt, luôn yêu em. Đúng không anh? Đúng rồi. Chính xác, yeah. Anh hát đoạn đi, em xác nhận phải giống không? Chỉ có một người thôi, còn có một người thôi. Vẫn mong chờ em trở về đây như ngày xưa. Phong độ quá tốt luôn anh Mỹ ơi. Ráng lên, ráng lên. Nếu như người... có được lắm không? Chứ khỏi lộn, chứ khỏi, bỏ khỏi luôn đi. Lộn đi, mất thời gian luôn, rồi. Bỏ qua đi em ơi. Tôi sẽ là người lộn cho. Vô. Ráng lên. Nếu như đủ 5 trái. Vô chưa? Không vô. Ủa, đánh lại được không anh? Có xa quá vậy? Hay quá em ơi. Rồi, từ từ nha. Hay quá em ơi. Trời ơi, hai người đẹp có kinh nghiệm chơi cầu lông dễ sợ. Di chuyển đi Quỳnh, di chuyển đi Quỳnh. Cố lên, cố lên, cố lên. Đánh đi, đánh đi. Xa quá. Vô. Trời ơi, em. Hay quá, trời. Gần được mới một cái à. Vô chị. Yeah. Hai. Úi giời ơi. Úi giời ơi. Hay quá. Ngay cái cuốn luôn Khanh ơi. Đỡ cài. Tiếp tục luôn Sơn ơi. Lên nhanh lên, nhanh lên. Thịnh ơi, nhanh lên, nhanh lên. Lẹ lên. Đó, lần này Thịnh khôn hơn rồi. Thịnh ngậm cái cuốn rồi Thịnh ha. Thịnh ơi, Thịnh ơi, Thịnh ơi, Thịnh ơi. Ráng, 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 ráng. Nhanh lên, nhanh lên. Anh mới làm gì vậy? Hay quá. Thịnh, nè, 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 nè. Nhanh lên, thời gian không có nhiều đâu. Lẹ lên. Ráng đi, ráng đi Thịnh. Ừ, hay quá Thịnh. Từng lời hứa hẹn thề có nhau trong đời. Ngày xưa sánh đôi vô từ giữa đời. Bây giờ bắt đầu. Chết rồi. Từng lời hứa hẹn thề có nhau trong đời. Người hãy quên em đi. Ở đó. Sao giờ mới nhớ? Lại đồng lời, bị trôi theo một giai điệu khác. Em xin lỗi chị Mỹ Tâm nhiều. Ok, rồi. Múc đi em, múc đi em. Anh phải chữ Việt. Đó, há miệng ra những hoàng thượng gì đó. Đừng ra đứt cho anh. Đó, 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 đó. Đây nè, đó, rồi, một cái. Anh, tới anh kìa. Ôi, anh rớt rồi. Rớt rồi, rớt rồi. Anh không được làm rớt nha. Ờ, đây, anh há miệng nè. Ôm, chà, ơ. Đúng rồi, nha. Đó, được mấy viên rồi, mấy viên hả? Rồi, tiếp nè, tiếp nè. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Đây, đây, tiếp nè. Đó. Rồi, ăn, ăn cho hết nè. Con. Cái gì vậy? Hai viên kẹo. Hai viên đâu ra. Rồi, đây, đây, con quay. Rồi, đây, 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 đây. Ráng anh ơi. Nè, há miệng ra nè, há miệng ra nè. Há miệng ra, cổ lên, cổ lên. Sao rồi anh? Cố lên. Đúng rồi, ăn trước rồi cắt khác rồi nước uống. Đúng rồi, trời ơi, đẹp. Trời ơi, thế ăn đẹp. Thế ăn đẹp, đúng rồi, mình phải điều khiển một cái tư thế khác cho nó phù hợp. Ơ, cái chụp ơi. Ừ rồi. Giữ, giữ, chỗ đó rồi đó à. Giữ, ừ, em vừa thiền okay. Xuống tiếp nó, xuống nó chạy xuống. Và không khí hồi hộp căng thẳng khi chờ đợi kết quả chinh phục khẩu vị ngôi sao. Bảo hay là bạn Tài sẽ giành chiến thắng? Không phải vì không ngon, nhưng mà vì nó có sự chênh lệch một tí xíu hơn về do khẩu vị của em thích thôi. Cho nên là em sẽ lựa chọn món bánh canh. Chúc mừng bạn Phú Tài. Yeah. Kỷ niệm vui hả? Thì mình gọi cuốn nhiều. Nhiều không? Nhiều. Vậy thắng đi. Đúng rồi. Trời ơi, kiểu bằng bản như vậy, món gọi cuốn chiên thằng. Xin vậy thôi. Mừng thằng. Luôn luôn cảm thấy rất là ấm cúng khi mà mình nghĩ về cái món ăn này. Dạ, yeah, ăn rồi. Vậy hồi nhỏ đứa nào mà chả ăn đoàn. Anh lành lắm.
đó chính là vị trứng sốt gà. Cho nên là Trương sẽ chọn là món phi lê cá sốt gà. Chúc mừng anh. Yeah. Đâu là món ăn khiến cho bạn cảm thấy ấn tượng ngay từ phút giây đầu tiên, hoặc là gợi nhớ đến những kỷ niệm nào đó? Em quyết định là món chiến thắng sẽ là món lẩu. Món chiến thắng ngày hôm nay là tôm rang trứng muối của bạn Bảo Sơn. Chúc mừng Bảo Sơn, tôm rang trứng muối. Trong ngày hôm nay thôi nhé, ví dụ như hôm nay Quỳnh thích món này, ngày mai cũng có thể thích món khác, cũng thay đổi lật như bánh tráng anh. Trời nắng mưa luôn em. Để ngày hôm nay em lựa chọn thì em sẽ lựa chọn món bánh của bạn Thanh Trúc. Món bánh của Thanh Trúc, chúc mừng Thanh Trúc. Rồi nước chấm thì làm cũng rất là vừa miệng, nói chung là rất là hấp dẫn, ăn chỉ biết nói một tiếng là ngon. Cái vị thơm của sữa, cái vị ngọt của sữa nữa. Dạ. Trời ăn phải quết nè, chưa bỏ uổng, trời ơi, ngon quá trời ơi. Thật ra nha, chọn bưởi, gói bưởi. Đánh giá chung giữa hai món này. Bạn Vy nhỉnh hơn chút xíu bởi vì sự bày trí của bạn ấy cũng kèm theo những cái độc đáo của từ cái món ăn của bạn đó. Bạn đã đủ tiêu chí để chiến thắng ngày hôm nay. Món canh chua của bạn Tiến Hoàng, chúc mừng bạn. Tại sao điều đầu tiên đó chính là em thích ăn một món nhẹ nhàng hơn là một món chiên. Theo cái cách nấu mà bạn trình bày thì cảm thấy là bạn dồn rất nhiều công sức vào đây nên là em rất thích. Chị sẽ dựa vào một cái tiêu chí khác, vậy thì bây giờ mình sẽ chỉ tính về cái độ khó của kỹ thuật. Món ăn chiến thắng ngày hôm nay sẽ là món xôi cút Việt của bà. Yeah! Chúc mừng bạn Tâm Phạm. Chết rồi, em sao xuyến rồi anh ơi. Chết luôn á. Đường vào tim của anh Kiều dễ quá, đi qua Bao Tử. Đúng rồi. Qua cái miệng trước là được. Đây là đặc sản của Bình Định. Mình cũng được biết là Kiều cũng là một người con gốc ở Bình Định. Chắc là cũng rất là thèm cái hương vị của Bình Định này. Thôi thì em sẽ chọn gỏi cuốn. Yeah. Gọn gàng, nhanh, gọn lẹ. Cảm ơn tình cảm của anh. Những đầu bếp không chuyên nhưng cực kỳ có tâm với những món ăn chế biến dành tặng thần tượng của mình. Đơn giản bình dị nhưng là tất cả yêu thương mà fan hâm mộ dành tặng cho nghệ sĩ. Điều này chỉ có tại chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao, và chương trình sẽ tiếp tục gắn bó cùng khán giả trong năm 2020. Hãy yêu thương gian bếp của chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao như chính gian bếp của nhà mình, và cùng chương trình viết tiếp một mùa khẩu vị tràn đầy năng lượng trong năm 2020 vào 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Xin mời quý vị